Vâng, và xin chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đó, và tiếp theo đây thì cửa hàng mình lại tiếp tục lên cho mọi người, đó chính là một siêu phẩm mới. Đó, vừa mới về tức thì cửa hàng mình chiều nay luôn. Đó, mình lên phát. Đó, mình lại review lên đó cho anh chị em mình nào cần nhá. Đó, mẫu này là mẫu Suzuki GZ150A. Đó, có chữ một chạy GZ150A luôn rồi nhá. Đó, Suzuki, máy đang nổ luôn. Đó, cái dòng GZ này thì máy nổ rất chưa là thầm thì mùa xuân luôn. Đó, mình sẽ đi bao quát dàn ngoài trước rồi nhá. Đó, xe thì lên chủ trước lên khá là nhiều đồ chơi luôn rồi. Đó, nguyên bản thì sẽ có thùng nhựa và cảng chống đổ đầy đủ hết mọi người nhá. Đăng ký vào biển thành phố M1 51186. Đó, một cái biển số khá là chất chơi. Đó, mình thì sẽ đi quay sơ chi tiết dàn ngoài luôn. Đó, bô khá là liền lạc luôn rồi nhá. Đó, khá là sáng bóng luôn. Đó, có thể soi gương được luôn rồi nhá. Đó, bản này thì FI rồi, mọi người đi khá là tiết kiệm xăng luôn. Đó, nẹt máy thử cho mọi người cùng nghe nhá. Dòng này thì bô nó rất chi là êm luôn. Cái mẫu này thì chủ trước lên khá là nhiều đồ chơi mọi người nhá. Đó, có đèn này. Đó, đây là cái đèn bóng đèn vàng mọi người nhá. Đó, có luôn cả cái lá cờ inox luôn. Đó, khá là ok. Đó, có cả cả anten phía trước mọi người nhá. Mọi người đi bắt sóng khá là ok, tiện lợi luôn. Đó, lên cho mình là hai đèn trợ sáng đầy đủ hai bên. Đó, đèn trợ sáng chủ trước lên mọi người nhá. Đó, đầy đủ hai bên luôn. Mọi chức năng trên xe như còi đèn đề. Đó, xi nhan trái phải. Đó, coi đèn đi. Cái dòng này thì cái kèn của nó khá là to rồi nhá. Đó, chủ trước cũng có lên trong chân chống rửa rồi mọi người nhá. Đó, chân chống rửa thì mọi người có rửa xe thì nó cũng khá là ok. Đó, lên luôn một cái bộ nhông sau rồi nhá. Đó, lên luôn cả là một cái đồ để chân khá là ok. Đó, ghế tựa lưng. Đó, cả thùng nhựa, cả chống đổ. Đó, anh chị em mình làm một cái thiện chí với những mẫu Suzuki GZ150A này thử kia, để lại cho mình một cái comment nhá. Đó, xe thì khá là lên nhiều đồ chơi lắm mọi người nhá. Đó, có cả luôn cả móc titan mọi người ạ. Đó, đầy đủ hai bên luôn. Đó, chưa tới năm hơn giá chỉ hơn 50 triệu tí thôi mọi người nhá. Đó, xe rất chưa đẹp luôn. Đó, giá chỉ hơn 50 củ khoai thôi là mọi người sở được một xe Suzuki GZ150A này rồi. Đó, có cửa hàng được bán trả góp, có hỗ trợ mọi người ship xe xa 63 tỉnh thành luôn. Đó rồi, cảm ơn mọi người rất chia nhiều luôn ạ. Đó,